Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, ngọn lửa xuất hiện ở nhà số 1, ngách 43 trên 98 trên 31 Trung Kính. Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên kèm nhiều tiếng nổ, ngôi nhà rộng khoảng 150m² với hai khối độc lập nằm đối diện nhau. Ở giữa là khoảng sân rộng 55m² để sửa chữa và bán xe đạp điện. Khối chủ nhà ở cao 2 tầng, một tum với 2 phòng, nơi cho thuê trọ cao 3 tầng với 12 phòng. Trong đó, hai vợ chồng chủ nhà ở trong 2 phòng ở khu vực tầng 1. Một nguồn tin cho biết, tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là 7 người và có 17 người đăng ký thuê ở. Thời điểm xảy ra cháy, người dân xung quanh cùng chủ nhà đã phá cửa sổ tầng 2 để thoát ra ngoài. Có 4 người đã thoát ra khỏi đám cháy. Tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi nhiều phương tiện, xe đạp điện để tại khu vực sân. Phần khung thép và mái tôn che trước sân đã đổ sập. Sáng sớm cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến chỉ đạo và kiểm tra trực tiếp hiện trường của vụ cháy. Ở nhà trọ bên cạnh, chị Võ Thị Hoài An cho biết, chị bừng tỉnh bởi tiếng hô hoán cháy cùng những tiếng nổ. Chị và bạn cùng phòng vội vã chạy xuống với hai bình cứu hỏa. Lúc này, ngọn lửa dữ dội đã bao trùm toàn bộ khoảng sân của ngôi nhà 5 tầng. Lửa cũng bùng lên từ các cửa phòng tầng trên. Nhiều người nỗ lực dập lửa bằng bình cứu hỏa nhưng không thành công. Chị An kể lại, lúc đó bên trong ngôi nhà cháy hoàn toàn, không có tiếng kêu cứu. Khoảng 10 phút sau, lực lượng cứu hỏa với nhiều xe và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Do ngõ nhỏ, ngôi nhà cháy cách đường Trung Kính khoảng 200m, nên Hoài An vội chạy ra ngoài dẫn đường cho lính cứu hỏa kéo đường ống nước vào dập lửa. Hàng chục xe cứu hỏa cứu thương túc trực bên ngoài. Hơn 1 giờ, ngọn lửa được dập tắt, chỉ còn những cột khói bốc cao. Công an phong tỏa phố Trung Kính. Tới 3 giờ 30 phút, nhiều người tử vong đã được bọc túi đưa ra khỏi ngôi nhà cháy. Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân về bệnh viện giao thông vận tải. Đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết 14 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, lực lượng tại hiện trường vẫn đang tiếp cận tìm kiếm nạn nhân. Theo một số nhân chứng, trước khi cháy tại tầng 1 của ngôi nhà trọ phát ra 3 tiếng nổ, sau đó là ngọn lửa bùng lên dữ dội. Anh Trần Hưng Thịnh sống cách hiện trường khoảng 15m, hoảng hốt cho biết, anh phát hiện tại tầng 1 ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Anh Thịnh kể lại, thời điểm đó là vào khoảng 0 giờ 30 phút, tôi thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà, cũng là nơi sửa chữa xe máy xe đạp điện. Mọi người hoảng hốt chi hô nhau bỏ chạy và lấy bình cứu hỏa mini để dập. Cũng theo anh Thịnh, dù mọi người rất cố gắng nhưng không thể dập được lửa cháy, lửa lan ra nhanh tạo ra nhiều khói rất khó thở. Anh Thịnh cho biết, một lúc sau thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến. Công tác cứu chữa rất kịp thời, nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài. Đến khoảng 3 giờ thì nhiều người được đưa ra bằng cáng, có cả những nạn nhân bị che kín. Cũng sinh sống gần ngôi nhà trọ, chị Phạm Thanh An cho biết đã giật mình bởi tiếng nổ phát ra. Chị bàng hoàng kể lại, tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là 2 tiếng nổ nữa. Tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Cũng theo chị An, lúc đó mọi người hoảng hốt chạy nháo nhào hết, khung cảnh rất hỗn loạn. Ông Phạm Quốc Việt, đội trưởng đội cứu hộ sơ cứu FAS Angel cho biết, hơn 10 thành viên của nhóm đã đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn cứu hộ từ lúc 1 giờ sáng. Căn nhà gồm nhiều phòng cho thuê trọ, trong các phòng có nhiều người. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn do lửa nóng, nhiều khói. Ông Việt cũng thông tin thêm, lực lượng cứu hỏa và đội đã rất nỗ lực để cứu các nạn nhân và sự việc quá đau lòng. Vào rạng sáng hôm nay, lãnh đạo bệnh viện giao thông vận tải cũng cho biết, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho 3 nạn nhân vụ hỏa hoạn ở Trung Kính. Hiện cả 3 nạn nhân này đã tạm thời qua cơn nguy kịch, trong đó có một nạn nhân cao tuổi và tình trạng nặng hơn. Các nạn nhân sau được cấp cứu đang được điều trị tích cực tại các khoa. Đến 6 giờ 30 phút, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã đến hiện trường vụ cháy. Đến 6 giờ 50 phút, lực lượng công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy rút khỏi hiện trường. Con hẻm dẫn vào ngôi nhà xảy ra cháy được dựng rào chắn phong tỏa. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng kín con ngõ để theo dõi. Ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của vụ cháy. Vụ cháy này làm nhiều người liên tưởng tới vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xảy ra không lâu trước đó. Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại số 1 hẻm 31 ngách 98 ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, khiến 14 người tử vong, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc. Theo đó, vào hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1 hẻm 31 ngách 98 ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an,
ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lãnh đạo Công an thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ, tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người bị mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành có liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về vụ việc. Mời các bạn đăng ký theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Cứu khẩn cấp mà. Bệnh viện tải thì nổi tiếng từ xưa giờ rồi đúng không? Báo cáo thị trường nước tuy tuy là tuy là gần nhưng mà cái hô hấp này là tuy là bệnh viện ngành nhưng anh em bốc cái truyền thống rất là lâu. Tháng nay một tuần chỉ đạo anh em mình nghe tiếng hô và bắt đầu lượng phát ở chỗ cổng mà nó nổ 2 tiếng nữa là lượng nó tràn lên cửa nhà mình rồi. Mình nghe rất gần tầng 1, nó rất là thấp, nhiệt rất là cao mà mình quyết định nếu mà chạy ra ngoài chắc chắn là mình sẽ chết. Và quyết định là quay lại cố thủ. Cái thời điểm đấy là giống kiểu lửa nó bịt kín cái đường nó chạy ra. Nó kín trên ngẹn mà nó cháy cả cửa sổ nhà mình. Cháy cả đứng ở bên trong mà cảm giác luồng nó lửa nó cháy vào cửa chính rất là lớn. Nhưng mà thế nào sao lại không cháy cửa chính? Nó tức là nhiệt nó vào rất là lớn. Tại vì cái quan trọng nhất là mình không có hoảng loạn, mình hoảng loạn là mình sẽ biết ra quyền cháy. Ở lại trong phòng nhà vệ sinh và dùng cái vải quấn thật nhiều lớp này, phun nước vào để làm mặt mặt.